1. Xin mời hai bạn quay mặt lại. Cái gì nhá bạn ơi? Là khi cơn mưa chợt đến, anh bỗng thấy nhớ đến em của trước đây. Hello chào bạn, mình sẽ cho bạn xem một bức ảnh nha. Ok. Bạn thấy người trong ảnh như thế nào? Kiểu xinh ấy, kiểu dạng dạng khi giới tính ấy, kiểu dạng vậy. Hình như bạn này là dạng kiểu bạn nam đúng không? Ôi dài ơi. Thật ra thì em vừa nói câu là phi giới tính đúng không? Tí nữa mình gặp sẽ có một cái bất ngờ cực lớn dành cho bạn. Ok. Lớn ạ. Nếu như mà trên thang điểm 10, bạn chấm cho bạn trong ảnh bao nhiêu điểm? Tầm 7. 7 điểm trên 10 ạ. Vì sao? Kiểu còn 3 điểm xíu nữa thì em gặp rồi em tính sao. Ok, thế bây giờ bạn có sẵn sàng là ghép đôi với cả bạn này không? Chúng ta sẽ có một chương trình ghép đôi siêu thần tốc. Nhanh thôi. Ok. Ok, chờ nha. Luôn. Ok. Đang ế và vã quá. Ok. Hello, chào bạn. Dạ, chào anh ạ. Chào bạn FA nha. Yeah. Bây giờ Viu sẽ cho bạn xem một bức hình nha. Và bạn thấy bạn trong hình như thế nào? Ôi, trông có đen nhẻm nhỉ? Ôi bạn ơi. Trông có đen, đen nhẻm cả da ấy. Cười tươi thế. Bạn nghĩ là hiện tại thì bạn nam này như thế nào? Là chồng cũng chả chả, cũng dè dè đấy. Là sao vậy mọi người? Chồng cứ đen nhẻm cả da, chồng cười tươi thế này mà. Chồng hớn hở quá đây này. Chả chả là sao? Chả chả dè dè là kiểu mà chồng là tạ tạ đây. À. Ôi trời ơi. Chồng cũng hơi buồn buồn đây. Thật không? Chắc chắn không? Không biết nữa, nhưng mà chồng đen quá. Trên thang điểm 10, em sẽ cho bạn này bao nhiêu điểm? Là mấy trên bức ảnh này đúng không ạ? Em xin phép là chấm 3 điểm rưỡi nha. 3 điểm rưỡi. Quá nhiều nha. Toàn thật rồi vui em mà. Thế bạn có muốn ghép đôi siêu siêu thần tốc của bạn này không? Không chứ nhở, không đâu. Ê, nhưng mà tại sao? Bây giờ cứ đem nhìn ra ấy. Em phải thích người nào trắng trẻo thơm tho sạch sẽ ngon ngon cơ chứ, như này phải chả quá, như này không được rồi. Có bạn nào khác không anh? Bạn nào khác à? Ok, đi khác đi. Bây giờ nhá, mình không xem ảnh nữa. Mà mình gặp mặt trực tiếp luôn được không? Gặp mặt trực tiếp. Bây giờ anh phải cho em một cái hint nhỏ là có khác lắm với cái ảnh đấy không nào? À, bạn này á, mình sẽ gặp một người khác. Lừa rồi, thề. Ok. Ok không? Ok. Sẽ có một cái điều bất ngờ dành cho bạn, ok? Ok, phải có thật sự bất ngờ nhá. Thật sự bất ngờ, chúng ta sẽ... Không bất ngờ là em nằm ra đen tại nhá. Ok, em có sẵn sàng để ghép đôi siêu siêu tốc với anh không? Ok. Let's go. Ok. Và sau 3 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, hai bạn sẽ quay mặt lại để gặp nhau lần đầu tiên nhá. Chuẩn bị này. 3, 2, 1. Xin mời hai bạn quay mặt lại. Cái gì nhá bạn ơi? Là khi cơn mưa chợt đến, anh bỗng thấy nhớ đến em của trước đây. Ghét tệ rồi. Sao thế? Sao thế? Sao cười nhiều thế? Xin thích. Sao cười nhiều thế? Bất ngờ không? Hơi bất ngờ quá đấy. Bây giờ Vi Hoàng sẽ tiết lộ nha, bạn nam này chính là cái bạn trong hình mà bạn vừa xem á. Thật đấy ạ? Em thấy thế nào về bạn ở ngoài đời? Đeo thể tin được, thề với cả các bạn. Rất xinh hơn trong hình. Em vừa nói là bạn ý là... Thì lúc em xem hình em có nghĩ bạn là nam cơ. Bây giờ thấy ở ngoài đời bạn là nữ 100%. Nữ 100%. Đẹp. Rượt. Còn đây thì kiểu mới đâu nhìn bạn đấy cứ đen nhẻm hết cả da ấy. Xong trông hôm nay cũng có vẻ trắng hơn đấy. Còn trông bên ngoài thì trông ok là đấy. Nhưng mà mỗi tóc hơi chồng nhá. Tóc hơi chồng thế là nó bị hất lên. Lần này đi gió. À. Bây giờ cười lại thử gái xem nào. Đây còn tôi không nhìn vào camera mà. Hơi đẹp trai đấy. Nhìn vào bạn nữ cười này. Cứ cười thôi, bây giờ không nói chuyện nhau là cứ cười thế thôi á. Anh giới thiệu đi. Dạ em... anh... Người ta bảo anh giới thiệu đi à, em dạ anh tên Tú. Anh sinh năm 2000. Anh đang học và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Katie, mọi người hay gọi em là Linh. Em 2000. Nhưng em luôn luôn là em bé nên là cứ gọi em là em cũng được. Wow, bằng tuổi nha. Nhưng mà luôn luôn làm em nha. Ok, thì mình cũng chiều thôi. Ok, bây giờ nha. Chúng ta gặp nhau ngoài đời rồi đúng không? Mình sẽ có một cái thử thách nha. Chấm điểm cho đối phương khi gặp nhau ngoài đời bao nhiêu điểm trên thang điểm 10. Mời bạn nữ ra người chấm điểm trước nào. Em chấm bạn này 7 điểm rưỡi đi. Còn 2 điểm rưỡi không phải của em, hiện tại chưa phải của em. Nên là em để dành khi nào của em thì em chấm nó. Okay. Thì em nãy cũng chấm bạn là 7 điểm.
Còn 3 điểm thì em gặp bên tính sau đúng không? Giờ em cho 10 điểm luôn. 10 điểm! 10 điểm! Cho 10 điểm luôn. Ôi tính quá trời. Ok, tiếp tục nào. Mình có thể hỏi nhau thêm một chút nữa nha. Ý là công việc của em hiện tại là gì? Em bây giờ đang làm KOL với cả model photoshoot với cả agency. Kịch chạp đấy, và gì đấy. Thì công việc của anh cũng dặn về gì. Nhưng mà anh làm thêm spa nữa. Spa ấy hả? Là kiểu chăm sóc da mặt này kia đúng không? Thì em cũng cần một người chăm sóc da mặt cho em hàng ngày ấy. Oh. Em xem qua ảnh em rồi đúng không? Anh gọi em là gì? Thì mới đầu anh gặp em á, có hình của em á thôi. Anh là anh chỉ biết, anh chỉ đoán em là nam, dạng kiểu dạng unisex ấy. Nhưng mà giờ anh gặp người đời thì cảm giác như là em là gái thẳng, gái thiệt á. Oh. Rồi tóc dài rồi phần nào ra phần đấy. Thế là anh vừa khẳng định em là gái thẳng 100% đúng không? Rồi em đội ơn bác sĩ thẩm mỹ á. What? Em phải cảm ơn bác sĩ thẩm mỹ vì đã phẫu thuật thẩm mỹ cho em quá thành công, đã khiến cho em được xinh đẹp như thế này và khiến anh nghĩ em là con gái thẳng. Em là chuyển giới. Ok. Không sao luôn nhé. Sao? Vì nói chung là tình cảm của anh không phân biệt nam hay nữ mà. Anh cũng không phân biệt là trai hay gái gì hết. Là chỉ yêu vì cảm xúc thôi, vì tình cảm thôi. Hai đứa đến với nhau vì tình cảm là được. Dạ yeah, đúng rồi, tôi rất là ủng hộ cái ý kiến của bạn. Giống như là một họa sĩ đã từng nói, nam nữ quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Sao nghe câu đấy thì chân thành chưa? Cũng hơi một chút rung động đấy. Cũng là nghe xong câu này là xóa đi quả ký ức đen nhẻm kia đấy. Ok, chúng ta sẽ có 10 giây để cảm nhận bàn tay của đối phương. Ok, 10 giây bắt đầu. Nhìn vào nhau. Ok, sau 5 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một mối quan hệ để tìm hiểu và hẹn hò thì hãy quay mặt lại. Nếu như không đồng ý thì đi thẳng. Và một tháng sau chúng tôi sẽ check lại. Nếu như các bạn đã yêu nhau thì chúng ta sẽ làm tập 2 và tập dài hơn nhá. Chuẩn bị này, 5, 4, 3, 2, 1. Ôi xin bạn được trả lời cho hai bạn. Oh my god. Thế thì sẵn sàng cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi. Nào, giơ tay nhau đi chơi đi còn gì nữa. Ok, bye bye. Trời ơi, cái đôi này đáng yêu thật sự các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn ghép đôi siêu siêu thần tốc thì hãy lên đây tham gia cùng với Vi Hoàng Cupid nhá. Còn bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe. Bye bye.